thầy đã từng dạy kiệt nên kiệt mới biết và rất là mầu nhiệm rất là nhiều người ở Việt Nam gửi nhắn tin qua cho kiệt là ra là coi như là bệnh viện chợ gãy là từ chối nhưng mà về để dấu hiệu này khấn thì tự nhiên hết bệnh và những rồi sau đó cả gia đình là bắt đầu đeo dấu hiệu này hôm nay nước Việt cũng sắp sửa đại nạn kiệt đã từng nhắc mấy clip cũ hôm nay nhắc lại những lời những gì mà kiệt nói nước việt để tan tàu sẽ tấn công nước việt á kiệt nói nhưng mà song song kiệt cũng khấn mà nếu mà không xảy ra đó là quý vị á là phải trân trọng và biết ơn kiệt chứ không phải không xảy ra là nói kiệt nói không trúng kiệt cũng mong những gì kiệt nói nó không trúng hết á là tự gì mình nói là để mình phòng ngừa và đồng thời mình cũng xin bề trên nhưng mà cái chủ đích cuối cùng tất cả những thể chế độc tài của các mark lenin và những cái ác á, sẽ đi vào quá khứ đó và đức phật thầy của miền tây á, sẽ xuất hiện một cách nhiệm màu đó là những lời kiệt nói thì nước việt sẽ thái bình sẽ có gặp lập hội long hoa tại đó gọi là hội anh tài và đồng thời á, sẽ có những cái tiếng nói tự do trên nước việt tiền Việt sẽ thành tiền giấy lúc đó đó chỉ có tiền đô xài được thôi còn cái chuyện mà là chiến tranh lớn hay chiến tranh nhỏ hay là trung cộng thay đổi thể chế cũng là thua miễn sao bề trên cứ cứ làm đủ mọi cách miễn giảm sự chết chóc con người nhưng mà mục đích cuối cùng sẽ không thay đổi đó là tất cả những cái ác sẽ ra đi Những cái lừa lọc Những cái độc tài Những cái uh, tham nhũng Sẽ không còn trên nước Việt nữa Người Việt sẽ rất là giàu có Và thịnh vượng trong tương lai Và sẽ uh, Những người có tài đó Họ làm ăn họ sẽ giàu thêm Không phải mình dành một cục đất Rồi mình cứ đi lo xây nhà Lo cái khách sạn Mà mình phải dành những cái di mạch Những con chip những cái điện tử những cái hay của thế giới chứ không phải là đấu nhau chỉ mấy cục đất rồi dành qua dành lại rồi rồi còn bao nhiêu người ở dưới hàng tám chín phần trăm những người nghèo người không có cơ hội đi làm thuê làm mướn rồi đói khổ một người làm ngày hôm nay không có đủ tiền để mà trị bệnh hỡi bệnh cái là chỉ có chết thôi hoặc là bán đất bán nhà thấy một rất là buồn khổ rất là không có vui được khi mình nhìn thấy một trên thế giới mà người so với người ta mình không có phải là kém tài gì mình là người do thái thứ hai trên quả địa cầu này mà nếu không nếu không sao các tất cả các chư phật đã hiện hữu ở nước việt hôm nay mấy ngàn người mang thân người như kiệt vậy đó và nếu không làm sao nước việt mà lập ra ba bốn cái đạo đạo cao đài đạo hòa hảo đạo khất sĩ một cái đạo thôi là đã thống lãnh cả hoàn cầu mà nước việt lập đạo như vậy đó là ân trên đã cho nước việt rất là nhiều hồng ân thì mình phải trân trọng trong lúc này mọi người nên tìm cái dấu này để mà đeo để mà tránh cái đại nạn này Không biết cái nạn nó sẽ lớn nhỏ như thế nào Mà trong tiên tri thì nói Phải có một trận uh, Chết chóc rất là nhiều Khi chiến tranh xảy ra Thì Đức Thầy mới xuất hiện Đó là kiểu biết như vậy Con tên hình...